Xin chào tất cả các bác nhá. Rất vui khi được gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Mạnh. Hiện giờ thì Mạnh đang có mặt ở dưới quốc lộ rồi các bác. Đang vừa rồi thì đã giúp cho bà con mở đường, mở ao, mở ruộng. Thì hiện giờ thì máy xúc thì đã qua suối, đã về đến đường quốc lộ. Thì giờ đang đắp một cái bệ ở đây để chờ xe lên để sang xe nhá các bác. Em Hoàng thì đang đắp bệ. Bệ cao quá. Cho thấp thấp xuống thôi. Xe thì cũng ở dưới Tuyên Quang, đi từ đêm hôm qua giờ này vẫn chưa thấy có tới được đến chỗ máy nha các bác. Đấy. Nay nữa là 29 Tết rồi. Mạnh với em Hoàng vẫn đang ở Lũng Cáng các bác. Phải đắp thêm một đoạn này nữa, nó gần bằng hết xích ấy. Hoàng ơi, cho đầu ben lên nhá. Xin chào. Thì Mạnh với em Hoàng ấy chờ xe ở đoạn này các bác. Chắc phải một lúc nữa mới tới. Anh Báo với cả em Xín là đang mang xe xuống để tí cho xe máy lên xe phọc luôn các bác. Đấy. Ba lô túi dệt mi nhỏ. Đấy. Bye bye Tuấn nhá. Nhá. À. Sao đây? Lại thò lò mũi xanh ốm rồi. Cái này cứ để tạm đây đã. Tí nữa cho lên xe luôn.
À cho sang xe nhỏ bên kia. Chăn màn các bác. Đây à. Hoàng chơi với Tuấn buổi cuối đây, mình ở đây. Đấy các bác, lạnh quá. Nứt nẻ hết mặt rồi. Hai con nhà em Xín. Ô, anh Báo lại tặng rượu à? Được, cho rượu về ăn Tết nữa các bác. Hôm trước là ông giáo đã cho thịt. Giờ lại đến anh Báo nó cho rượu. Đấy. Có gì cho chú. Vâng. Can rượu chú nhé. Vâng. Thế cảm ơn anh Báo nhá. Rượu sắn ở trên bàn. Đầu một đám ruộng to. Cảm ơn anh nhá. Cảm ơn chú Mạnh nhiều. Vâng. Anh em ở đây xong là chờ Mạnh lúc nào lên xe đi về rồi cũng mới về cơ. Ơi. Ừ. Xe mới đến rồi các bác. Trước là lên đây đến nhà Pây Hầu là cũng bằng xe này nhá các bác. Đến giờ về là cũng bằng xe này. Mấy giờ anh em dưới kia lên? Về nước thôi. À. Hoàng ơi, chỗ này kéo moi moi hai vết bánh xe kia thấp xuống thêm một tí nữa cho máy mình nổi cao hẳn lên. Cứ cho thấp thêm tí nữa đi Hoàng ơi. Anh ơi, tiến ra một tí đã. Tiến ra một tí đi. Ban luôn rồi. Hoàng ơi, lùi xuống một tí xong là đủ xe lên đã. Nào anh lên xe đi để đủ lên đã. Mày đẩy lên đi anh đi ạ. Mày có đỡ tí đấy. Moi thêm một tí nữa đi Hoàng. Đây moi hẳn chỗ đoạn bánh xe kìa. Kéo vuốt vuốt ra nhá.
Phá ngay cho sâu thêm một tí nữa đi. Cho sâu ở kia kìa, ở ngoài chỗ bánh xe vừa ngay nó tới thôi. Bên đấy xuống một tí nữa đi. Cho hơi lạch sang bên kia một tí nhá anh ơi. Cái này máy xuống thêm được một tí nữa, lấy gầu đẩy cái này lên luôn. Cái này lên phát nó không bửa. Không bửa đâu. Cái này đất nó mềm nó chịu xuống mà anh. Vào đi Hoàng ơi. Hạ cần này thấp xuống một tí đã. Hạ cần xuống đã. Ờ. Sang bên mình đi. Anh ngó bên kia xem chạm không. Sang bên này nữa đi. Vào kịch chưa? Vào kịch hẳn đi Hoàng ơi. Sang bên này đi. Cái này lái tốt không nhỉ? Ô. Cầm tàu đang nào? Được rồi. Cầm cái này vào. Cho xe máy lên hồ em ơi anh Báo ơi. Vâng. Từ từ lên máy để lấy cái kê đó. Có tâm bán. Về đi ăn tết đi. Nổ cái xe của nhé.
Thôi không dắt nữa, bê vác luôn luôn. Về quê ăn Tết à? Anh báo xong buộc chặt luôn xe máy vào hộ em ấy. Vâng. Không, đừng ghi sát vào đấy quá. Đây một xiên, dây xiên ra ngoài này. Đây anh báo xuống dưới này. Hoặc Hoàng đi xuống dưới này. Đây xiên qua cái khe này. Xiên qua cái khe này xong ở ngoài có cái móc ấy, buộc vào cái móc ấy. Cứ xiên đi. Anh vén vén cái bạt lên. Đó. Nhìn thấy chưa anh báo dây ấy. Đấy xin đang luồn. Làm sao mà xiên ngang được. Đấy xiên chéo lên. Đó. Quá là. Rồi buộc vào móc đi đã. Đây em bắt như này, xít xít. Đây đây đây, móc móc vào hẳn chỗ này. Móc vào chỗ đấy. Xong kéo sang bên xe Hoàng. Ừ mấy mấy rồi. Rồi Hoàng kéo bên đấy. Cũng nín mà. Nín kéo hơi đổ đổ về bên này thì mới kéo được sang bên đấy. Còn một dây nữa ở phía trên ghi đông này nữa xín này. Buộc thêm một dây nữa ở trên tay lái này anh báo. Kia anh buộc vào cái dây ở đằng sau anh ấy, anh báo à. Buộc vào cái vâng, đấy anh buộc vào dây đấy. Vâng, anh cứ buộc vào cái dây đấy đi. Vâng. Tí cho cái giấy vào. Cho giấy vào đấy. Cho vào ghi đông xín này. Nó mới không bị vẩy ghi đông. Đây đây đây. Em cuốn vào đây, cuốn vào đây. Sao buộc vào đấy. Đây 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 đây. Cuốn vào đây. Đấy. Cuốn sang bên kia đi. Cuốn 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 sang cổ bên đấy đi. Đấy. Kéo 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 ra bằng kia. À, dây nhắn nhịt này. Kéo căng dây này cơ. Đây này buộc vào đó nó cổ bên kia đi. Đây. Cuốn đâu. Cuốn dây này được mà, dây này cuốn chặt rồi.
kéo luôn cái cổ này. Đây đừng kéo đây, nó vỡ đẹp. Chặt cho nó chói như ấy này. Đây, anh bảo, không phải chói như thế. Đây, chói từ ghi đông này sang ghi đông kia. Đây. Đây là anh em mà chưa có đi vận chuyển xe bao giờ. Đấy, vào đúng cái khe này thì nó không tuột được đi. Đấy, xong lại sang đây. Đây đây, sỏ đây anh báo cuốn cho em. Cuốn vào đây, xin. Lùa vào dưới này. Không phải. Đây, một vòng như này. Một vòng dây này xiên vào đây. Đấy, nhét thế, cho vào hẳn khe kia này. Khe ngoài. Rồi. Thế nào thế? Đấy, kéo con kia, nó căng. Rồi. Sau có vận chuyển xe máy đi đâu thì cứ buộc như thế nhá. Đây buộc nhằng nhít đấy, buộc vào gầu đấy. Đó. Buộc vào răng gầu ạ. Đấy, chắc rồi. Xe này là xe chuyên chở nhót đấy. Nhót la liệt đây. Chùa lắm. Này thì phải đêm nay mới về đến nhà. Đấy, ăn rồi. Chào nhá. Hẹn ngày trở lại nhá. Tí Mạnh với cả em Hoàng đi xe bên này về. Còn xe này sẽ chở máy và xe máy là về sau nhá các bác. Anh lái xe là anh ấy sợ là thời tiết nó mưa hoặc nắng
Mưa thì sợ ướt máy xúc, mà nắng thì sợ bị bạc sơn nhá. Anh Báo ở lại giữ gìn sức khỏe nhá. Tôi là gửi lời hỏi thăm tới tất cả mọi người nhá. Chúc anh một năm mới dồi dào sức khỏe, gia đình an khang và thịnh vượng nhá. Vâng nhá. Em về đây. Giờ thì Mạnh đang di chuyển ngang với cả nhà văn hóa thôn Lũng Cáng ở đường quốc lộ nhá các bác. Thì các bác cũng biết là trong quá trình là hơn 7 tháng mở đường, mở ruộng, mở ao cho bà con ở vùng cao, thì là bà con là đã đóng tiền dầu nha các bác. Đóng tiền dầu đợt 1 là 1 triệu, đợt 2 cũng là 1 triệu. Thì là đã được 50 triệu tiền dầu. Và các quý nhà hảo tâm là 80 triệu đã giúp bà con nữa, là số tiền là được 130 triệu khoảng hơn gì đó. Đã mở được một tuyến đường là tổng chiều dài là đến điểm cuối của thôn Lũng Trang là 6,5 km, và vài đường nhánh nha các bác, thì đâu đó rơi vào tầm khoảng độ 9 km. Thì các bác cũng biết là nếu tổng chiều dài đó mà làm thực tế với bà con thì và qua các nhiều vách đá như vậy và nhiều cái đường cống như đó, thì Mạnh dự kiến phải rơi vào tầm trên 700 triệu. Nhưng mà được các quý nhà hảo tâm và máy xúc đã hỗ trợ cho bà con thì tuyến đường mới kết thúc, và số tiền thì chỉ hết có 130 triệu thôi các bác nhá. Cực kỳ là rẻ, cực kỳ là ít để so với cái tuyến đường như vậy. Phải nói là tuyến đường này mở ra để giúp ích được cho bà con sau này phát triển kinh tế về cây lâm nghiệp, hay là trước tiên là có đường đi lại để sử dụng những cái mảnh đất, không để hoang hóa, không để lãng phí như vậy. Đấy, rất mong là bà con ở Lũng Cáng hay những bà con ở những cái vùng miền gần đó hãy cố gắng là để phát triển về những cây lâm nghiệp và bảo vệ những cái khu vực đất đường biên giới như thế này. Mạnh với em Hoàng sẽ di chuyển, và cả Calamen cũng nhiều bác là cũng có comment cho Mạnh là muốn thấy mặt Calamen của Mạnh, thì hôm nào thì Mạnh sẽ ghi hình hẳn một video Calamen của Mạnh cho các bác xem nhé. Giờ thì các bác mời các bác cùng về quê và xuống máy xúc nữa, khoảng 4 tiếng, hơn 4 tiếng nữa. Do cái thời gian vào Tết này được là ngày 29 Tết rồi. Đến giờ là đang sang bước sang 2-3 giờ chiều rồi. Chắc là chiều tối này thì Mạnh mới về đến nhà. Xe thì đi về trước rồi. Hoàng rất nhớ Lũng Cáng, và đặc biệt nữa là Mạnh cũng sẽ rất nhớ đến Lũng Cáng. Nhớ đến mọi người trong những cái thời gian mà làm việc, những ngày mưa, ngày gió, ngày nắng đấy, đều có nhau các bác. Phải nói là tinh thần đoàn kết của bà con ở nơi đây cực kỳ là đoàn kết,
để nói nữa là Mạnh không biết nói diễn tả như thế nào nữa. Phải nói là vô cùng đoàn kết. Suốt 7 tháng không có làm được bất kỳ một việc gì, chỉ có đi mở đường. Và trong suốt thời gian qua, Mạnh cũng phải nói tới đó là cảm ơn tới tất cả các bác khán giả đã luôn ủng hộ những cái sản phẩm của Tất Mạnh, như củ cải hay là măng hay là nấm hương, để Mạnh có thêm những cái chi phí để cùng với cả bà con có những cái bữa ăn hàng ngày. Các bác biết là bà con đi làm là chỉ có cơm, không có mèn mén. Các bác biết là đi làm vất vả mà không có thức ăn thì tụt huyết áp, đến bản thân Mạnh cũng vậy. Các bác biết ngày nào cũng 4-5-6 cân thịt thôi, những cái đó thì Mạnh cũng không chia sẻ lên nữa. Đường về Tuyên Quang còn khá dài nha các bạn. Đấy, giờ họ vẫn đang chơi Tết này. Tết là họ được nghỉ, là họ đi du lịch. Mình thì Tết là chỉ có mong được về nhà, về quê các bạn. Máy giờ về đến nhà các bác nhá. Chạy tít một tắp luôn. Cháu chào bác. Vâng, cháu vừa về ạ. Đây là bác cả gia đình nhà Mạnh nhé các bác. À còn cái sát xô nữa. Sát xô. Đây nữa. Nhân cân lên á.
Cứ ra nữa đi Hoàng ơi. Nữa đi. Ra nữa đi. Ngửa cầu ra đã. Ra tí nữa đi. Xuống tí nữa đi. Rồi hạ đi. Rồi hạ ben xuống. Co đòn hẳn vào đi. Co gần đòn vào. Một chiếc nữa là vẫn để lại ở trên đấy bác ạ. Dạ vâng. À, máy xúc đã về đến nhà an toàn nha các bác nhé. Xe nữa. Tôi qua đây Mạnh cũng xin kết thúc video tại đây. Và hẹn tất cả các bác vào những video tiếp theo.